Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 100% phụ nữ dưới 100 tuổi bị ảnh hưởng bởi cơ bắp của đàn ông. Xin lưu ý, không phải là ảnh hưởng vật lý mà ảnh hưởng tích cực về tâm lý. Hãy thử tưởng tượng sức khỏe có lợi thế nào cho con người. Nếu bạn tập gym quá 18 tiếng một ngày, bạn sẽ có thể chơi game quá 180 phút. Nếu bạn đủ to con, sẽ không ai dám hỏi bạn bố của bạn là ai. Có rất nhiều cách để nâng cao sức khỏe, như bổ sung các dưỡng chất, hay được đi shopping mà không cần nhìn giá. Và lý tưởng nhất chính là thể dục thể thao. Năm 2022, phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh trên khắp mọi nơi. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là bộ môn golf. Bộ môn golf được chia ra làm hai trường phái. Trường phái thứ nhất là golf chụp ảnh, chuyên dành cho những người thích sống ảo để họ có thể nâng cao đời sống tinh thần. Còn trường phái thứ hai là golf cổ điển, chuyên dành cho người giàu. Hai trường phái golfer này đều có chung một đích đến, đó chính là niềm vui và sự kết nối. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những bộ môn thể thao khác dành cho quần chúng nhân dân, như bộ môn cầu lông giúp tăng sự dẻo dai. Người ta yêu mến nó đến nỗi nó đã xuất hiện trong hàng trăm đề tài nghiên cứu. Nhưng được yêu mến nhất chắc chắn phải kể đến bóng đá. Môn thể thao của toàn dân, đích thị phải là bóng đá. Nó không chỉ giúp cho dân ta khỏe mạnh, mà còn giúp cho ngành hàng không, du lịch phát triển. Vì chúng ta đã khiến cho những đội bóng như Thái Lan, Mã Lai hay Indo phải book vé máy bay bay đến, rồi lại xách vali bay về nước, liên tục. Mấy trái bóng tròn đẹp lắm. Nhưng sức người cũng chỉ có hạn. Một tuần tớ chỉ đá được có 4 trận, mỗi trận 2 hiệp. Nhưng mà thế cũng đủ để sướng như tiên rồi. Chúng tôi đang nói về bóng đá. Hả? Cậu xóa cho tớ đoạn này nhé. Bóng đá đã làm thay đổi cuộc đời của mỗi con người. Em là fan MU. Ngày xưa đi học, em được bầu làm lớp trưởng, còn yêu được cả Hoa Khôi. Về sau ra trường, đi thử việc, em được tuyển thẳng làm trưởng phòng. Bóng đá quả thật rất hấp dẫn. Nó còn phái sinh ra bộ 3 môn thể thao phối hợp sau. Đầu tiên là bóng đá sân bảy. Tiếp đến là karaoke. Và nội dung cuối cùng là thể thao bị động, tức massage. Tuy nhiên, bộ 3 môn thể thao này được xếp vào danh sách các môn thể thao mạo hiểm. Người vô địch thế giới bộ 3 môn này đã bị vợ cho vào viện đến 4 lần. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, hãy chơi thể thao một cách lành mạnh, điều độ, hoặc tham gia vào các gói bảo hiểm sức khỏe giống như các siêu sao như Ronaldo, Messi đang làm. Chúng tôi xin kêu gọi mọi người hãy sống khỏe mạnh hơn, dừng lướt điện thoại đến 2 giờ sáng, dậy sớm, tập thể dục và bắt sâu. Có thể không có ai nằm trên giường đợi bạn, nhưng ngoài kia vẫn còn hàng nghìn sân golf đang đợi bạn để chinh phục, hay chỉ đơn giản là để tham quan. Thể thao muôn năm, sức khỏe muôn năm.